Mời quý vị và các bạn cùng theo King Solomon đi khám phá chợ Đồng Hới. Nếu đến đây mà bỏ qua cái chợ Đồng Hới này thì là một thiếu sót cực lớn. Cái gì các bạn, mình đang có mặt tại trung tâm của thị xã Đồng Hới, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Và nếu mà quý cư dân nào mà các bạn nào mà là cư dân địa phương ở Đồng Hới Quảng Bình thì chắc chắn sẽ biết nơi này. Kế bên tay phải mình là tượng đài của mẹ suốt, còn phía trước mặt mình là tòa nhà của Vincom Vinpearl. Nhưng mà phía bên đây là cái nơi mà hôm nay mình sẽ mời quý vị và các bạn cùng theo chân Solomon đi khám phá chợ Đồng Hới. Nói đến bất kỳ một cái địa phương nào thì một trong những cái điểm mà mình thích đến nhất đó là chợ, bởi vì sao? Nó tập trung tất cả những thứ gọi là ẩm thực, sản phẩm ẩm thực, văn hóa ẩm thực đó. Và Đồng Hới, nếu đến đây mà bỏ qua cái chợ Đồng Hới này thì là một thiếu sót vô cùng lớn. Đây ở phía bên ngoài chợ thôi, mọi người thấy bán trái cây rất là nhiều và mọi người rất là vui vẻ. Ngay từ đầu đã có cái anh đội nón cối kêu kêu quay thoải mái đi, vui lắm. Rồi mọi người kêu tới quay cho các nơi nữa. Rồi phía trước ngoài rìa chợ là trái cây rồi, giờ chúng ta đi vào thử bên trong và bán cái gì nha. Đó, xa chúng ta có thể thấy cái mái nhà của cái, mình nghĩ đó là cái mái nó là cái, mình nghĩ rằng là cái tuổi đời của chắc rất là lâu rồi. Mình nghĩ rằng là trong đó là lòng chợ tập trung rất là nhiều điểm trong đó. Bây giờ mình sẽ đi một cái đường từ đây vào. Là một cái điều mình phát hiện ra là có lẽ cũng hiếm có cái chợ nào mà có cái view độc đáo như cái chợ này. Đây, thấy dòng sông luôn, kế bên sông, kế bên cửa biển Nhật Lệ. Mát lắm luôn. Đây là cảng cá nào ở đây luôn. Đây có cá, có thứ các kiểu hết. Quay cái gì vậy? Rồi một phía bên kia thì thôi, cá tôm đủ loại hết, ai dưới kia là cảng cá mà không ơi. Và thưa quý vị các bạn, bây giờ là 4 giờ chiều nhưng mà trời còn nắng rất là rực rỡ và nóng kinh khủng khiếp. Rồi các chị bán hải sản cá tôm vẫn ngồi đây. Rồi. Ốc hương đâu? Tươi tươi quá là tươi. Đang quẩy luôn. Ốc hương tươi sống này trời. Không biết còn tươi sống luôn. Ở đây mọi thứ rất là tươi sống, là vì ngay sát ngay cái cảng biển này. Cái này là sò lụa ha anh? Sò lụa ha, đúng không? Tươi lắm, cái đồ đây tươi lắm nha. Khách du lịch mà có đến Đồng Hới thì nhớ có thể buổi tối tranh thủ ra đây mua về nhà nấu cũng được nữa. Tôm hùm này giống tôm hùm bé đi quý vị, hay là tôm hùm lớn vậy? Tất cả mọi thứ tươi rói rói. Đây tôm đây cũng tươi luôn. Đây tôm sú hả? Tôm còn bơi nhoáng luôn.
quầy tỏi, như hành tỏi hấp dẫn quá ha. Tỏi nước sơn này, hành tỏi sau lưng có mang nữa hả? Mang chung là vô đây là ngọt luôn á. Dạ. Dạ, quay giới thiệu. Dạ. Quay cả chợ. Quay cả chợ. Ủa, chính là cái chợ lớn vậy hả? Dạ. Chợ mới trung đi tâm vô luôn á anh. À, chợ trung tâm luôn. Dạ, thì đây. Cái cảng cá kế bên người ta cặp vô đó. Cảng cá có cái này giống cá lóc cứng quá vậy, đúng không? Ô ô đã quá. Cá này cá gì vậy anh? Cá rô hả? Cá rô to dữ vậy. Ô ô ô, chị đang làm gì vậy chị? Nướng hả? Vui hả? Đang vui. Ô, đang vui gật đọc chưa, đọc cáo chưa? Ủa cá trê con nhỏ ngon quá vậy ta, mới thấy rồi. Này cá trê đúng không? Dạ không, cái này cá gì á, cá chốt đi. Cá này cá gì chú? Cá chốt, cá chốt. Cá chốt. Cá chốt phải. Chốt. Cá chốt, cá chốt nhìn. Cá chốt nó nhìn nó giống giống cá trê ha. Dạ, giống cá trê nhỏ. Ủa cá chốt ngon quá. Ủa cá đi tươi rồi đó. Thích thiệt. Con gì vậy ta? Bồ câu hả? Ủa sao bồ câu nhìn lạ vậy ta? Bồ câu đó. Bồ câu hả? Đẹp quá. Ồ. Bồ câu. Hả? Cho nó nóng nha. Quay xuống đây cho nóng nha. Chú ý, chị cầm bồ câu. Ồ, bồ câu, ếch. Cho chục nó, chục ngang cái lùng lùng nước đánh ngang có gì chứ. Một chục ngang, một chục ngang lùng nước. Nước. Nghe được. Thôi, rồi, cái chỗ này thú vị thiệt luôn á. Bây giờ 4 giờ chiều mà cá mình rất là đông luôn. Mọi người đang lên cá cũng cứng luôn. Tấp nập bà con đang lên xuống liên tục. Cái cảnh đã lên xuống rồi. Ở đâu đông như tiếng cỏ luôn nè. Hai người đi.
bưng tức bưng, ôi 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 ôi. Quý vị các bạn có thể thấy ha, đó họ các cái tàu cá nó cặp rất là sát với lại cái bờ mà người ta lên xuống rồi. Dạ. Rồi người ta xuống người ta giao dịch cá ngay bên dưới luôn, đông như kiến cỏ. Biển thì xanh rì, trời cũng xanh, ở giữa là các tàu cũng toàn màu xanh. Tấm rộng cá ngừ quá hả? Cá này cá thu hả? Cá ngừ, còn cá này cá gì bự to dữ? Dạ, cá bớp. Ôi nhìn cá bớp kìa, đã chưa? Xỉu xỉu xỉu. Cá bớp này ca dài chắc cũng gần 1 mét đó. Rồi chụp cô luôn 20 ngàn. 200 ngàn. 20 ngàn. Rất là dễ thương. Dạ ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn. Dạ đi làm phim. Cái gì ta, cái đầu to dữ vậy ta? Cá kèn hả? Ôi. Mới thấy cá này đầu tiên luôn á. Là cái đuôi nó phạm gì? Đang cào đúng không? Ồ, cá kèn. Ôi xin ra cái một em ơi. Dao bé ngót luôn. Này cánh mồng thôi. Kê rương cho cánh mịn. Cái con này, con lấy nha. Con này mồng dây à. Rồi, cái xong cân ký, cân bán hả bạn? Mua một con chú con đi anh, ăn là mực rẻ, mua cho con cho con. Cái kèn là một ký bao nhiêu hả? 250. Ờ, nè. Ôi ôi, cá này mà là nấu lẩu hay là nấu ấy ngon lắm nha. Mua mực đi, mực kèm với. Mực, mực. Rồi, con này là hết, bài là hết màu. Cá thái nó là cả mấy cá cánh. Cái này mua tạp được không? Đang một lát. Anh mua tạp được không? Coi chừng bị nhỏ. Ông nhỏ. Coi chừng bán quyền ông nhỏ. Ôi, cua kìa. Cua đi. Mua con đi em.
cái gì các bạn có thể đố mọi người biết cái này là cái gì, đố mọi người bác đây là đang bán con gì á, độc đáo không? Không biết con gì à? Trời ơi, không biết đâu, nếu mà nhìn như thế này không biết đâu. Ua mà họ, ủa tại sao phải cột mà nhiều màu vậy? Cột cua mặc nhiều màu cho đẹp. Mặc áo đó, màu hoa đó. Cua mặc áo bông, cua mặc áo hoa. Cái này gọi là mình là color man, hôm nay gặp là color cua. Color cua, trời, người sống luôn ngon quá. Trời ơi, cua mặc áo bông, áo hoa. Cua này mặc áo đen không à? Chụp cua mà đẹp á. Ơ trời, dạ đẹp. Quá sắc sỡ luôn, đẹp quá luôn. Sao? Màu có thể đủ màu luôn. các chị nhìn thấy cái màu sắc ấy chị vui, các chị cười nha. Ở trời ơi. Ở đây mấy giờ mình mới tan chợ chị? 5 giờ. 6 rưỡi 7 giờ buổi tối hả? Ồ. Bây giờ này phải chờ cá rồi đấy. Trời ơi cua cười quá à, cua mặc áo hoa. Áo màu, áo bông đủ kiểu hết. Color cua gặp color men. Nhìn giống áo phao quá anh. Hương dưa hả? Hương dưa, trời ơi nha. Nhìn. Dạ không phải hương dưa. À, là cái gì? Là cái gì à? Là color men. Color men. Trời ơi, rồi vậy chị. Cái ra là ví dụ như chờ thế à? Dạ. Dạ đi quay. Đi quay à? Quay ở đây này, bịt thiêu quá này. Quay đắng lên. Bịt quá. Dạ, cho cá với bạn mơ. Ừ, bịt quá. Đấy, đời sống làng chài, mọi người nhìn thấy. Như thế cảnh thơ mộng như vậy thôi, nhưng mà có những cái số phận đời sống là như vậy, quá thương. Nào đi vào lòng chợ tìm quay gieo hả? Dạ thưa, mới vào lần đầu ạ. Rồi bạch tuộc, con này là gì? Bạch tuộc, cá đuối à? Rồi cá đuối to dữ. Cá đuối, cá hồng, đặc biệt ở đây là cá này toàn cá con linh dài. Dạ. Dạ, con linh men. Hẹn gặp lại. Chưa gặp lại, hẹn gặp lại thầy nào. Hẹn gặp lại con linh. Dạ. Dạ đi ra Quảng Bình, ghé đi chợ Đồng Hới. Con đừng quay. Đừng quay. Không thể mặc đâu. Con lưng men. Mừng quá. Cứ nhắm mình với cửa với Khương Dưa. Khương Dưa thế nào thì rửa nào được mà Khương Dưa. Đấy, nói dòng miền Trung hay rửa. Vì quê ngoài ở Đồng Hới. Lệ Thủy, Đồng Hới. Dạ. Lê Thủy. Đi hay coi đi quay đi dẻo. Dạ. Lên hay coi đi dẻo. Dạ, cảm ơn chị. Đó đồ khô. Ồ, gà nữa kìa. Việt. Trời ơi. Hi. Cái này là vịt nướng mè. Ui. Trời ơi. Đi chợ nó vui vậy đó bà con. Giờ mình dừng video này đây hả? Hay sao? Mình vô mình quay chợ đồ khô đi ha. Đúng không? Dạ. Không có dài lắm, người ta coi trong này chứ. Đúng không quý vị các bạn? Dạ rồi. Bây giờ các bạn thân mến, như vậy là mình đang có mặt tại cảng cá. Cảng cá ngay chợ Đồng Hới à, và rất là vui, cũng có một vài chị bán hàng phát hiện ra cỏ lơ men. Thế nên cỏ lơ men rất là vui, xin chào các chị, chúc các chị vui khỏe và mua máy bàn đặt. Còn bây giờ thì cỏ lơ men xin khép lại cái video này ở đây.
để tiếp tục vào quay cái chợ đồ khô, vào khu trong cái lòng chợ để tìm cái khu chợ đồ khô Quảng Bình, chợ Đồng Hới, Đồng Hới tìm khoai gieo hả? Dạ, khoai gieo. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video kế tiếp, video kế tiếp. Next video, see you. Rồi, quay qua đây chào.